Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hôm nay là đầu tuần ngày thứ hai tại Hoa Kỳ. Bây giờ là khoảng 6 giờ tối giờ Cali ở Việt Nam đó. Cả đã bước qua là ngày thứ ba rồi. Và các bạn thấy là sau lưng của Thuần đã không còn nhiều đồ nữa. Phần lớn Thuần đã bán hết để mà mua BTC rồi. <laughs> Thôi vậy các bạn mà thôi uh, thuận cũng đã bắt đầu chuẩn bị để mà dọn rồi các bạn cho nên uh, đã không còn nhiều đồ sau lưng của thuận nữa và hôm nay đó thuận muốn dành thời gian để mà chia sẻ một số những cái thông tin nổi bật với các bạn chúng ta đương nhiên sẽ nhìn vào tình hình chung của thị trường nhưng mà đặc biệt đó, chúng ta có một số những tài liệu liên quan đến Binance và liên quan tới Hobi có một số những tin đồn là sàn Hobi đang gặp vấn đề tôi sẽ chia sẻ những gì mà chúng ta biết cho đến ngày hôm nay chúng ta cũng có một cái thông tin quan trọng liên quan tới PayPal các bạn PayPal đã ra mắt một cái đồng ổn định mới có tên là PayPal USD Thì đồng này là như thế nào thì sẽ chia sẻ trong video này với các bạn cũng như là một số những thông tin ở bậc khác Đầu tiên hết thì chúng ta có thể nhìn thấy được là chứng khoán Hoa Kỳ ngày hôm nay kết thúc đã trở lại màu xanh các bạn Với chỉ số Dow Jones tăng 1.16% S&P 500 tăng 0 và Nasdaq thì tăng 0.61% Pre-market hiện bây giờ ra thì không có nhiều động tĩnh các bạn Nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy được là hợp đồng của dầu đó hôm nay tiếp tục tăng nữa Ở mức là 82 đô 21 cent cho một thùng dầu Và vàng đó thì chúng ta thấy giảm một chút xíu nữa Ở mức là 1969 đô cho một ounce vàng trong tuần này đó thì cái thông tin mà quan trọng nhất chúng ta đang chờ đợi đó chính là cái thông tin liên quan đến chỉ số CPI, phần trăm lạm phát của Hoa Kỳ Và theo ước tính đó, thì chỉ số CPI sẽ không những là giảm mà còn tăng nữa các bạn, tăng 0.3% để xem coi có phải hay là không Nhưng mà điều quan trọng hơn nên là chúng ta sẽ quan tâm đến chỉ số Core CPI hơn, xem coi chỉ số Core CPI có tiếp tục giảm hay là không và tôi đã chia sẻ chi tiết hơn trong video ngày hôm qua rồi nhưng mà nào muốn hiểu thêm về tình hình của CPI thì có thể xem trong video ngày hôm qua chúng ta có thể nhìn thấy được là về crypto đó thì hồi sáng này đã có lúc giá của BTC xuống tới mức là 28.660 các bạn trước khi mà lại đi ngược trở lên và bây giờ các bạn đã thấy là giá cũng không có thay đổi nhiều so với ngày hôm qua ở mức là 29.154 đô tăng ngược trở lại trong vòng khoảng chừng 8 giờ qua Nói chung thì ngày hôm nay các bạn thấy được là có xanh có đỏ trong thị trường crypto nhưng mà phần lớn là đỏ Xanh thì chỉ có vài đồng thôi các bạn Chúng ta thấy được là Bitcoin Cash thì tăng nhiều nhất ở trên Crypto Bubble tăng 9.3% Và đồng giảm nhiều nhất trên đây đó thường thấy đó chính là đồng FTT giảm 8.5% Tổng số vốn hóa đó thì cũng không có thể nói nhiều các bạn Tổng số vốn hóa thì sau ngày hôm qua tăng 0.3% mà thôi BDC cũng tăng phần trăm tương tự, còn lại thì các bạn thấy được là màu đỏ nhưng mà không giảm nhiều quá, giảm khoảng chừng là 1 2% mà thôi đối với những năm lớn. Nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy là một trong những cái sự kiện mà nhiều người quan tâm hiện bây giờ đó chính là cái sự kiện liên quan tới Bitcoin Spot ETF chúng ta đã thấy là cái sự rầm rộ của những công ty phú wall họ đã đợi đơn để có Bitcoin Spot ETF thì bây giờ tình hình ra sao bước kế tiếp như thế nào thì các bạn đã biết là hầu như tất cả những cái đơn đó đã coi như là được bắt đầu xem xét bởi SEC thì chúng ta thấy là cái quỹ mà sẽ sớm nhất đó, trên màn hình đó chính là quỹ của 21 share. Các bạn thấy là bên trên này đã có quỹ của GBTC nhưng mà họ đang kiện SEC. Cái quỹ mà sẽ có kết quả sớm nhất đó chính là quỹ của Katy Wood các bạn, cái quỹ của 21 share này thì các bạn thấy là cái ngày kế tiếp đó sẽ ra thông báo đó chính là ngày 13 tháng 8 nghĩa là còn một tuần nữa thì điều các bạn nên hiểu đó là SEC có quyền trì hoãn nhiều lần và trì hoãn cao nhất là 210 ngày có nghĩa là tới ngày 13 tháng 8 này đó SEC sẽ có thể đưa ra hai quyết định thứ nhất là họ chấp thuận thứ hai là họ trì hoãn họ nói là họ sẽ cần thêm thời gian và bây giờ mọi người đều hướng về là họ sẽ nói với mọi người là họ cần thêm thời gian và họ có thể tiếp tục nói như vậy cho đến 210 ngày các bạn có nghĩa là cái hạn chót đó để biết sẽ có một Bitcoin Smart ETF hay là không đó chính là ngày 10 tháng 1 cho cái quỹ của 21 share và các bạn thấy là những quý còn lại đó thì từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 3 năm 2024 nghĩa là ngay trước Haven thì nhiều người cho là phố Wall rất muốn có một cây Bitcoin Spot ETF ngay trước Haven để tạo ra cái sự FOMO cực độ để đẩy giá BTC lên rất là cao cho nên các bạn mới thấy là cái thời gian đó nó mới có sự trùng khớp như vậy đương nhiên SEC không cần phải chờ đến lúc đó SEC hoàn toàn có thể là một từ chối hai là chấp thuận trước thời gian đó và trong cuộc phỏng vấn ngày hôm nay đó thì nhiều người cho là đối với lại SEC đó họ sẽ không có để cho i21 có lợi đâu tại vì bây giờ đó họ đã thấy là có rất nhiều những công ty đó lần lượt muốn có một bịch transport ETF và chiến lược gần như là giống nhau hết thì nếu như mà cho một cái thông qua thì tại sao lại không cho tất cả thông qua trong khi tất cả đều có cái phần giống nhau thì hôm nay đó ngay cả cuộc phỏng vấn với lại Katy Wood thì Katy Wood cũng đã uh, nói điều đó hoàn toàn có thể khả năng đó là nếu như SEC thực sự là muốn cho một Bitcoin Spot ETF thông qua Giả sử như là 21 share là cái quỹ mà được SEC chấp nhận Thì SEC cũng sẽ chấp nhận cùng một lúc những cái quỹ còn lại Có nghĩa là một chúng ta sẽ có nhiều quỹ Bitcoin Spot ETF cùng một lượt còn hai là sẽ không có quỹ ETF hết các bạn Và nếu như chúng ta có nhiều quỹ Bitcoin Smart ETF của một lượt đó, thì sẽ cực kỳ sôi so động luôn Và chúng ta cũng đang thấy là có một số người đưa ra nhận định Tuy là trong lịch sử của BTC chưa từng xảy ra Đó chính là giá có thể đạt đỉnh mới trước khi mà có Bitcoin Haven Chưa bao giờ được xảy ra các bạn Thường đó là Bitcoin Haven xong Rồi khoảng chừng là 6-8 tháng sau chúng ta mới có đỉnh mới nhưng mà có nhiều người giống như là Adam Back thì đã nói là khả năng chúng ta có thể có một đỉnh mới trước khi Haven nếu như mà có Bitcoin spot ETF được thông qua và chúng ta có thể nhìn thấy được là cái cơ hội mình được thông qua là bao nhiêu Thì dựa theo những người của Bloomberg các bạn, những người mà họ chuyên về ETF đó, Thì trước đây khi mà chúng ta chỉ thấy có một cái quỹ Arc Bitcoin Smart ETF thôi đó Thì cái cơ hội chỉ có một phần trăm mà thôi các bạn Tại vì uh, SEC đó xưa giờ là chuyên từ chối cái quỹ này Và chúng ta đã nhìn thấy được là sau khi mà bắt đầu có BlackRock và những công ty phố Wall để đơn đó, Thì cái cơ hội để có một Bitcoin Smart ETF đã tăng lên tới 50% và cái đó là cái đây khoảng chừng là hai tuần Tới ngày hôm nay đó, thì ước tính từ Bloomberg là có tới 65% các bạn là sẽ có khả năng có một Bitcoin Spot ETF trong vòng 8 tháng tới đây. Chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi xem có tình hình như thế nào. Đó là tin tức liên quan tới Bitcoin Spot ETF. Trước khi chúng ta nói tới cái thông tin liên quan tới Binance, tới Huobi thì chúng ta hãy nói tới cái tin tức lớn thứ nhì ngày hôm nay đó chính là tin tức liên quan tới PayPal các bạn thì đột ngột công ty PayPal đó là công ty tài chính lớn Hoa Kỳ thì họ cũng đã đưa ra một cái đồng ổn định có tên là PayPal USD và các bạn đang nhìn thấy trên màn hình đó, cái đồng ổn định này là có cái logo màu xanh và có chữ P ở chính giữa thì tại sao PayPal lại đưa ra cái đồng ổn định này? Họ nói đây là một cái đồng ổn định mà sẽ phục vụ cho thanh toán và chuyển khoản. Hiện bây giờ đó thì cái đồng PayPal USD này có ký hiệu là PYUSD chỉ có thể được sử dụng bởi người Hoa Kỳ ở trên ứng dụng của PayPal mà thôi. Nhưng mà trong tương lai đó thì sẽ có thể được sử dụng giữa công ty PayPal và Venmo. và trong tương lai tới đây nữa đó thì có thể là không những là phục vụ cho thanh toán như là dùng đồng này để mà thanh toán khi mà các bạn trả tiền, mua những mặt hàng mà còn có thể là được sử dụng bởi những sàn giao dịch. Và cái đồng này đã sẽ được hỗ trợ 100% tiền gửi bằng USD công trái phiếu Hoa Kỳ ngắn hạn và các khoản tương đương tiền mặt. PayPal USD đó thì được phát hành bởi công ty Paxo. Điều thú vị đó, đây là công ty nằm ở New York các bạn và cái tên Paxo này nghe quen tại vì công ty Paxo này cũng là công ty phát hành đồng BUSD Và SEC trước đây cũng đã từng đe dọa là sẽ kiện công ty Paxo vì SEC cho rằng đồng BUSD đồng Binance USD đó là chứng khoán và Paxo sau đó đã nói là họ sẽ ngừng hỗ trợ cho sàn Binance và các bạn thấy là cuối cùng đó sàn Binance cũng đã ra thông báo là họ sẽ từ từ đưa BUSD vào quên lãng và các bạn thấy là gần đây đã có những cái thông tin liên quan tới Binance dùng TUSD hay là FDUSD như đã, đã chia sẻ trong video ngày hôm qua thì cái điều mà thú vị đó là nếu như mà công ty Paxo ngưng hỗ trợ sàn Binance tại vì họ sợ SEC thì tại sao bây giờ họ lại chấp nhận hợp tác với công ty PayPal của bạn PayPal không lẽ không quan tâm đến SEC hay sao? Đây là một cái dấu chấm hỏi hiện bây giờ. Có phải là PayPal đã biết gì đó? Đối với một số người đó họ cho là Hoa Kỳ có khả năng là sẽ cấm stablecoin thì đó là đương nhiên có thể rồi các bạn. Nhưng mà thuận thì nghĩ ngược lại có một khả năng nữa là stablecoin đó thật ra là một cái gì đó rất đáng giá đối với Hoa Kỳ. Tại vì stablecoin bây giờ phần lớn đã được hỗ trợ bởi đồng USD các bạn. Thì thị trường crypto đó chưa gì hết đã là một thị trường mà được thống trị bởi đồng usd rồi tại vì stablecoin như là usdc hay là usdt đó, thì đều được hỗ trợ bởi đồng usd hết cho nên cái sự ảnh hưởng của đồng đô la đã rất mạnh và có sẵn trong thị trường crypto này rồi không lý do gì mà chính phủ hoa kỳ lại muốn bỏ đi cái lợi thế như vậy các bạn và các bạn thấy là đồng đô la đã được sử dụng trong đời sống bình thường bây giờ được sử dụng trên mạng luôn rất là nhiều cho nên đồng stablecoin mang lại rất nhiều lợi thế cho hoa kỳ thêm vào đó nữa các bạn có để ý không stablecoin bây giờ đó các công ty đều nắm giữ trái phiếu hoa kỳ ngắn hạn và những khoản tương đương tiền mặt thì các bạn thấy được là stablecoin cũng là một nguồn để mà thu hút vốn trên thế giới đi vào công trái phiếu Hoa Kỳ thì tại sao lại phải cấm các bạn nhưng mà điều mà quan trọng hơn đó là những công ty phát hành stablecoin phải nằm ở Hoa Kỳ tôi nghĩ đây là sự khác biệt lớn nhất Binance không nằm ở Hoa Kỳ nhưng mà PayPal thì nằm ở Hoa Kỳ thì tôi nghĩ PayPal đưa ra cái công bố này ra một cách đột ngột thì không phải là họ chưa có nói chuyện với lại SEC hay là nói chuyện với lại những nghị sĩ đâu họ có thể đã biết gì đó rồi và họ sẽ biết là SEC sẽ không có quan tâm đến PayPal USD tại vì cái này đã được duyệt sẵn rồi đó là sự cá nhân của thuận mà thôi các bạn nghĩ sao tại sao PayPal lại đột ngột đưa ra một quyết định như vậy và như thường chia sẻ đó đây là cái tài liệu chính thức đến từ công ty PayPal của bạn đây là PayPal Newsroom thì bên dưới này họ cũng đã nói là bắt đầu là sẽ cho các bạn chuyển khoản rồi thanh toán trong cái ứng dụng PayPal cho những cái công ty những cái cửa hàng mà cho phép sử dụng đồng này nhưng mà sau này đó thì họ sẽ cho phép đồng này sử dụng ở trên web 3 và đồng này đó cũng được sử dụng trên những sàn giao dịch sau này bất cứ sàn nào mà muốn sử dụng và đây là một cái đồng mà được xây dựng trên mạng lưới của Ethereum các bạn Đây là một cái đồng ERC20 Và cho tới bây giờ đã có khoảng chừng là 26 triệu đô la đồng PYUSD này đã được phát hành rồi Thì cái phần của cộng đồng đó thì nó có cả hai các bạn có người thì đương nhiên là hoang hô Tại vì đây là một cái đồng ổn định được phát hành bởi PayPal Rồi phát hành trên mạng lưới của Ethereum Cho thấy được là mạng lưới Ether là một mạng lưới mà đã được cái sự hậu thuẫn và ủng hộ bởi những công ty lớn Thêm vào đó nữa đó nhiều người cho là công ty PayPal tham gia vào thị trường crypto này. Đã với stablecoin đó là một cái gì đó rất là tốt, tại vì PayPal đã cho phép các bạn mua và bán crypto trực tiếp rồi. Bây giờ họ đã có stablecoin và công ty PayPal đã có tới 430 triệu người dùng. Thì đây là một cái sự quảng bá rất lớn đối với Ethereum. Nhưng mà một số người khác đó lại không có thích vì một số lý do các bạn. Lý do đầu tiên, đó, nhiều người nói là tại sao PayPal lại lựa chọn sử dụng Ether trong khi mà cái phí gas mắc như vậy. Các bạn thấy được là trên màn hình đó, đây là cái contract chính thức của PayPal USD. PYUSD USD này, các bạn hãy chú ý hết đã có một cái giao dịch. Uh, đã để là out of gas nghĩa là không có đủ phí gas các bạn Thì uh, nhiều người cũng chụp quay phim vào là tại sao lại sử dụng Ether Họ có biết là tiền mắc cỡ nào hay là không Thì một mặt khác á, các bạn có thể nghĩ là nếu như bạn nào người mà đang lưu trữ Ethereum Thì nhiều người sử dụng Ether uh, di chuyển nhiều Thì sẽ càng có nhiều phí bị đốt đi các bạn Thì càng nhiều phí bị đốt đi thì các bạn sẽ thấy được là Ethereum sẽ bị mất đi theo thời gian và thậm chí các bạn thấy là Ether đã đi vào giảm phát một thời gian rồi không những là không có thêm Ether mà Ether còn giảm đi theo thời gian và một điều nữa đó chúng ta chỉ nhìn vào Ethereum ngay thời điểm hiện tại mà thôi Ether đó thực ra cũng đã có nhiều sự thay đổi rồi chúng ta đã thấy là trong vòng năm qua cũng đã có những sự thay đổi như là chúng ta chuyển thành proof stake toàn diện. Chúng ta đã có EIP 1559 trước đó và Ether thì vẫn tiếp tục tiến tới các bạn cái roadmap đó thì cũng khá là dài và mới đầu khi mà thuận tham gia vào crypto đó các bạn thì thường nghe nói là Ether sẽ xong khoảng chừng năm 2019 năm 2020 đi tới năm 2023 rồi chúng ta vẫn trên con đường cũng có những sự tiến triển nhưng mà đã chậm hơn là mọi người nghĩ rất là nhiều nhưng mà Ether thì vẫn tiến tới những công nghệ như là sharding các bạn nghĩa là chia dữ liệu ra thành nhiều phần rồi xử lý một lúc để cho nó sử dụng ít phí gas hơn thì trong tương lai Ether sẽ sử dụng ít phí gas hơn nhưng mà chưa phải là bây giờ một điều khác nữa đó mọi người nói là công ty PayPal đó đã sử dụng cái ngôn ngữ Solidity 0.4.24 đây là một cái phiên bản mà nó không có hoạt động hiệu quả cho người dùng có nghĩa là người dùng sẽ tốn nhiều cái phí gas hơn thêm vào đó nhiều người cũng đã chỉ ra được là trong cái lập trình của cái đồng này đó thì đã có một phần là có thể đóng băng tài khoản được và có thể là mở đóng băng được thì đương nhiên là các bạn đây là một cái đồng mà tôi nghĩ là sẽ đi theo luật của Hoa Kỳ một cách rất là sát và không phải như vậy đó thì cũng sẽ không được thông qua đâu và các bạn thấy được là không chỉ riêng là công ty PayPal này mà chúng ta thấy là những đồng như là USDC thì cũng có những cái chế độ như thế này cho nên mỗi lần mà à, có một dự hát nào đó hay là có một đề nghị nào đó đến từ chính phủ Hoa Kỳ đó thì cái địa chỉ ví đó sẽ bị đóng băng và đương nhiên Ví của Paypal cũng xanh là như vậy. Nhiều người bây giờ thì cũng đang la lối ông sùm Nhưng mà tôi nghĩ đương nhiên là không nào khác hơn được. Tại vì đây là một đồng ổn định tập trung các bạn. Đối với Thuận thì đây cũng chỉ là có thêm một cái option một sự lựa chọn cho người dùng mà thôi đối với những người mà đã sử dụng lâu năm đó, thì các bạn sẽ tự biết lựa chọn đầu ổn định nào nhưng mà đối với những người mà mới hay là những người mà hiện bây giờ vẫn chưa tham gia vào đó thì những gì xảy ra năm ngoái đó nó sẽ là một cái gì đó khiến cho người ta rất là lo lắng các bạn tại vì những người mà chưa có tham gia hay chịu crypto đó thì họ nghe những sự kiện như là đồng ổn định UST uh, chúng ta nghe nói tới USDC bị mất peg chúng ta nghe những cái vết liên quan tới đồng Tether thì một người mà chưa tham gia vào họ sẽ cảm thấy được là wow stablecoin một cái gì đó nó cực kỳ nguy hiểm trong thị crypto này cho nên họ sẽ có cái sự lo lắng nhưng mà ngược lại nếu như mà các bạn thấy là họ nghe nói tới PayPal USD thì những người mà đang sử dụng PayPal bây giờ trong đời sống hàng ngày đó họ có thể có lòng tin nhiều hơn thì nói tóm lại đó đây cũng là một trong những sự lựa chọn để mà thu hút thêm người mới vào trong thị trường này cho nên nó cũng là một điều tốt nói chung nhưng mà quan trọng hơn đó tôi nghĩ là tại sao mà công ty PayPal lựa chọn mạng lưới Ether mặc dù ai cũng biết là mạng lưới Ether chậm hơn và tốn nhiều phí hơn rất là đắt tiền khi mà được sử dụng nhiều nhưng mà PayPal lại chọn Ether quá việc là sau này Ethereum nó sẽ có những cập nhật để khiến cho nó à, sử dụng ít phí gas hơn nhưng mà đó là chuyện sau này nhưng mà ngay bây giờ đó thì tôi nghĩ một chuyện lý do đó chính là pháp lý các bạn pháp lý của Ether thì thường cảm thấy nó vẫn rõ ràng hơn nhiều so với những cái nền tảng khác chúng ta nhìn thấy được là ở trên màn hình đó đây là danh sách của những đồng mà đã được kêu tên bởi SEC là chứng khoán và đây là danh sách được thống kê bởi Congeco các bạn trong đây đó chúng ta thấy là tổng cộng có khoảng chừng 49 đồng các bạn và chúng ta thấy được là bắt đầu từ đồng không vốn hóa lớn nhất là BNB, Cardano, Solana, Tron, Polygon. Các bạn thấy được là rất nhiều những nền tảng mà có thể có phí thấp hơn nhiều người thích nhưng mà PayPal vẫn lựa chọn Ether. Tại vì cho đến ngày hôm nay đó SEC vẫn chưa bao giờ nói Ether là chứng khoán cho nên mới không có trong danh sách tới đây điều đó đáng giá đối với những nhà đầu tư lớn các bạn và đối với lệnh PayPal đó thì đáng tiếc các bạn thấy là khi mà họ nói họ đưa ra PayPal stablecoin thì đã có nhiều phiên bản giả xuất hiện trên những cái DAX nên các bạn cần cẩn thận. Ngay bây giờ đó chúng ta chỉ biết là đồng PayPal USD này chỉ được sử dụng trên mạng lưới PayPal bởi người Hoa Kỳ mà thôi. Sau này thì sẽ mở rộng hơn nhưng mà bây giờ thì chưa phải cho nên các bạn nên cẩn thận những cái token uh, PYUSD trên những cái DAX thì khả năng là những cái token giả.